Thưa quý vị, theo thông tin từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm nay ngày 26 tháng 2, không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó thì ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục rét. Độ ẩm không khí tăng cao, trời nồm ẩm kéo dài. Trước khi đón không khí lạnh tăng cường, ngày hôm nay phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét với nhiệt độ cao nhất là từ 15 đến 18 độ C. Từ đêm nay, miền Bắc lại chuyển mưa nhỏ, nền nhiệt giảm sâu với nhiệt độ thấp nhất là từ 11 đến 14 độ C, vùng núi từ 8 tới 11 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C. Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ sẽ tiếp tục nhiều mây, sáng và đêm có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất là từ 12 đến 14 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 16 đến 18 độ C. Độ ẩm không khí tăng cao, trời nồm ẩm kéo dài. Dự báo ngày mai do không khí lạnh lấn sâu, miền Bắc có rét trên diện rộng. Khu vực Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, trời tiếp tục có mưa nhỏ rải rác. Hà Nội ngày mai mưa nhỏ, mưa phùn, trời rét đậm. Đáng lưu ý cuối tuần khoảng ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 3, một đợt không khí lạnh mạnh tiếp tục tràn xuống gây rét đậm, rét hại ở miền Bắc. Thời tiết chủ đạo trong cả tuần này tại khu vực là rét buốt, mưa nhỏ.